Chơi trò này hay đấy này. Khang ơi, Khang tao đang ngồi đánh chuyện mẹ qua con ơi. Ngồi lại cho đất lộ hàng. Không người vào xem. Mẹ mà có không người vào xem này. Chả mẹ có mười đấy con ơi. Con mười nó to quá Khang ơi. Rảnh không có việc gì làm, mất điện giải chiếu ra ngoài sân để chơi truyền. Hai tư theo. Chết rồi, bay. Một que bay tít tít thương trở lại thì làm nào bây giờ? Chết luôn từ bàn thứ hai. Chết luôn từ bàn thứ hai rồi. Khang ơi. Khang ơi, đây, ra xem mẹ đánh này. Nhìn tưởng thế mà nó khó đấy. Không đơn giản đâu. Con bưởi này nó ức một xịn xò cho lắm. Ông bà chơi bàn thứ hai đã chết rồi. Bưởi nhỏ đấy Khang ơi. Chết lại nhá. Mang quả bưởi nhỏ đấy cho mẹ. Quả bưởi này to lắm, mẹ không đánh được. Ôi mẹ nóng quá rồi, ngồi đây nóng lắm. Quả này khả quan này. Đây 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 đây. Lên phổi đi đua rồi. Thêm cho mẹ rồi mình thêm. Kêu Tuân ra chơi cho vui em. Tuân không có đây. Em đang ở dưới bà ngoại mà. Chơi trò này không thấy thôi, khó phết á. Mới chơi đến bàn 2 mà đã chết lên chết xuống rồi. Ngày xưa mình còn truyền được cơ. Bây giờ thì chịu. Bây giờ nhặt cây thôi đã thấy khó rồi. Mãi mới qua được bàn 2 đấy. Nhón cây là nhón chuẩn cơ. Nhón chuẩn cơ. Trong quá trình mình đánh nó còn bay que ở chỗ khác. Chào em gái, em chào anh Ngô Tiến. Khéo tay khéo tay. Ôi dồi, em có chơi ở đâu mà lâu lâu hôm nay chơi lại ấy. Đánh mới đến bàn thứ 3 mà còn chưa đánh ăn thua được 3 cây, bây giờ đến bàn thứ 4. Cây nó còn bay lung tung cơ. Nó bay lung tung, mình còn nhặt cây cơ. Ui, đấy. Vừa khen khéo tay đấy, đánh nó rơi luôn rồi. Lên bàn. Làm nào nhặt đúng cây thôi.
Nên là bán năm rồi. Không cho Tuân đi theo à? Tuân anh ấy cũng không thích đi cùng em. Việc ai người đi, việc ai người làm. Con cho mẹ luôn. Không cần đấy, con ngồi đằng sau mẹ con đánh đây cho người ta nhìn này. Bàn tay vàng trong làng cây cảnh, em chào anh Hoàng Xuân. Con chào các bác đi. Con chào các bác con đi đây. Con chào các bác con đi đây. Bàn 6 rồi đấy. Đây này, đánh con sai này. Bạn nó nhón 7 cây và nhón được 4 cây. À nhớ được có 6 cây. Nóng nhỉ Quang nhỉ? Em còn ngủ còn nóng. Còn đá không? Thì tao cũng không say uống đấy. Có bình đá không nhỉ? Để pha có bức tranh rồi cả nhà uống. Có mày pha đi. Biết làm không? Bạn không chút gì bạn rồi. Cô Hàn nhà hôm nay cô mời nhờ ông này cho phong bì cho ông ý. Chịu là được rồi. Ui trời ơi. Ngày xưa chơi trò này giỏi lắm rồi. Khang nhìn này, Khang nhìn mẹ nhá. Con chào mẹ một cốc nước. Ừ, merci. Khang nhìn mẹ nhá, Khang đứng đây, Khang nhìn mẹ này. Con đứng gọn ra, Khang nhìn mẹ. Đừng chắn video của mẹ. Con đứng ở đây, con ngồi, đứng ở đây. Con nhìn mẹ nhá. Chi nhìn cô Thủy này. Chi ơi. Cô nhìn thôi nhá. Nhìn thôi nhá. Phải không? Phải không? Phải không? Ôi, phải không? Đến được Khang đánh đấy, Khang đánh đi. Không biết rồi. Hôm nay đánh cái con đất. Ngồi xổm chơi chứ, ngồi xổm làm sao chơi được. Làm cô công chúa nữa cho có bạn truyền đi em. Em thì em sợ đẻ lắm. Bây giờ em thích bây giờ ông Tân ông dẫn về, ông bảo chứ em đây là con của anh thất lạc. Em nuôi hộ anh với, thế thì em là em nuôi chứ bây giờ bảo em đẻ thì em chịu. Lắng quá. Trong nhà mất điện. À quay cho mọi người cây mộc của ông ngoại nhá. Để xem có ai chốt đơn cây mộc cho ông ngoại không. Đây. Ông ngoại nhà em có cây mộc khủng này. Bác nào chốt đơn bán cực kỳ rẻ luôn. Giá khởi điểm là 18 triệu. Thế bác nào chốt đơn. Ơ sao lại quay vào mặt mình này nhỉ. Đây là cây mộc của ông ngoại nhá. Quang ơi, ra đứng ở sau cây mộc đi. Cây mộc này nếu mà bán, bác nào một chút đơn thì em sẽ bán hộ ông ngoại để ông lấy tiền uống rượu. Đây. Em cao 1m6. Mẫu cao 1m6. Giơ tay lên. Giơ tay cao lên. Cao cái này hơn trên 3 mét nhá mọi người nhá. Cao cái này trên 3 mét. Bán 18 triệu thôi, giá cực kỳ rẻ. Bụi to khủng đấy ạ. Đứng sau này. Đây là cây của nhà đấy ạ. Cây to luôn. Chốt em ok anh Hùng Nguyễn Thanh Hùng. Anh mua hàng thì anh inbox vào Zalo. Số điện thoại em là 0911451210. Cây này tán hoặc là tán sải tay. Có cái thước không để vo đo banh nhỉ? Thì vanh không có thước. Vanh không có thước. Còn tán là em cao 1m6 thì tay em 1m6, tán thì 1m6. Tán là 1m6 1m8. Con này vanh to đấy. Con này vanh ở tầm trên 30 này. Vanh gốc con này vanh gốc trên 30 để chờ em nát. Em tìm được cái thước nào không? Mày có cái dây không? Mày đo dây chị đo bằng tay không? Lấy cái dây ở đây. À đây có thước đấy. Đây mang thước rồi.
mang thước đo cho chắc chắn. Không, các bạn lại mua lại nghĩ là mình mua hớ. Cây này của thực ra cây của bố em đang trồng ở nhà chơi mà. Tán to xuông mượt luôn. Chất mộc mộc ta xịn đấy. Mọi người chốt đi, thằng em lại mang cây nhỏ nhỏ về cho ông trồng. Đây là trồng ở trong cái chậu nhỏ nha, nếu mà không trồng ở đất ấy. Không trồng ở đất ấy, nếu trồng ở đất thì nó lớn nhanh luôn. 36. Vành 36 nha mọi người nhá. Vành 36 á. Quá là rẻ luôn. Vành 3, vành gốc 36, cây vành vành 26 em đã bán là 15 triệu rồi. Cái này chứ mình phát giá hớ của ông rồi. Cây vành em nói thật, em vừa bán hôm qua một cây mộc vành 26 giá 15 triệu. Vành 26, một cây này vành 36 nhá. Mà em báo giá có 18 triệu, bác nào chốt đơn thì nhanh tay, em chỉ bán trong ngày hôm nay 18 triệu thôi. Cây này mà lên bể nó xuất sắc luôn ấy. Cây này lên cái bể vuông xuất sắc. Giá thị trường nó khoảng tầm 25 đến 35 triệu tùy vườn. Bác nào quan tâm cây này thì inbox vào Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em. Cây này các bác về các bác thay cái bể nó đẹp xuất sắc luôn nhá. Cây này là cây hàng thuần chậu. Hàng thuần chậu bố em trồng cái trong cái chậu là chậu 86. Hàng thuần chậu đấy ạ, chưa thay chậu, cây này thay chậu nhìn nó xuất sắc lắm. 20 này, 40 này, 60 này, 80, còn chậu 86. Mộc ta hoa vàng da trắng này, cây mộc này em mua tặng bố em từ cách đây mấy năm rồi. Mà được giá thì thôi cũng lên cho lên đường. Ông cứ bảo bán đi để tao trồng cái khác. Ông bà già thì hay thích tiền hơn thích cây. Cây to đẹp nhá mọi người nhá, tán sải tay cao cây hơn 3 mét và vành 36. Vành gốc 36. Em thủy bán có 18 triệu. Nãy định phát giá 20 triệu nhưng thôi bán cây của nhà nên là bán giá nào cũng bán được. Cây là cây của nhà ông ngoại em, cây trồng chơi chứ không phải là cây kinh làm kinh tế đâu. Nói chung là bán nếu mà mọi người đến mức giá yêu cầu của cầu là 18 triệu đó, bác nào ưng thì các bác nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 cho em nhé. Em xin phép tắt like đây, lắng lắm.